Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio Siêu phàm sát thần, Đô thị cực phẩm Y Thần, tập 2405 đến 2409. Tập 2405. Tổ Long Thần Điện. Vũ Văn Cơ ánh mắt hơi chăm chú, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, "Được, Phong bá bá, ta vậy thì đi một chuyến Tổ Long Thần Điện, đáng tiếc ta sính lễ còn không có chuẩn bị đầy đủ. Trước đây vốn là dự định ở Hồng Mông Phúc Địa, đào lấy thiên tiên cá chép sao, đòi một cái thiên tiên phối tiền thưởng, đáng tiếc xảy ra chút bất ngờ." Phong Vô Cực nhàn nhạt nói, "Sính lễ cái gì, không cần quá để trong lòng, nhanh chóng và thánh nữ thành hôn, miễn sinh chi tiết." Vũ Văn Cơ nói, "Ừ, Phong bá bá, vậy ta đi." Dứt lời, Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, biến dạng hư không, lao tới Tổ Long Thần Điện. Bên kia, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc trở lại Nguyên Thiên Viện. Lúc này Nguyên Thiên Viện, thế lực một ngày sau một ngày hừng hực, tầng tầng kiến trúc, lộng lẫy và tuyệt vời, tại học viện bốn phương, có 4 con cự thú trấn thủ. Cái này 4 con cự thú, theo thứ tự là Kim Tình Sư Tử, Tuyệt Viêm Hỏa Long, Kim Giáp Thao Thiết, Thanh Giáp Cự Ngoan, chúng nghiễm nhiên thành học viện thú bảo vệ. Còn có một bụi to lớn cây trà, sừng sững tại học viện sau núi, thả ra từng tia mát rượi cỏ cây sức sống. Bụi cây này cây trà, dĩ nhiên là Thái Thượng Trà Thụ. Ngày đó ở Càn Ám Ma, Diệp Thần chém giết Phong Tinh Vẫn, sau đó và Ma Bi Chi Chủ đánh một trận, nguyên khí bị tổn thương quá nặng, không có lập tức thu phục thụ yêu, sau đó liền đi chiến trường thượng cổ, không rảnh xử lý Thái Thượng Trà Thụ. Hiện tại, bụi cây này Thái Thượng Trà Thụ bị Già Thiên Ma Đế bọn họ liên hiệp tạm thời trồng ở Nguyên Thiên trong viện. Thái Thượng Trà Thụ thông linh, tự nhiên biết rõ đây là mình lựa chọn tốt nhất. Mọi người thấy Diệp Thần mang theo một cái nữ nhân xa lạ trở về, đều là nghi ngờ kinh ngạc. Diệp Thần đơn giản giải thích, nói Lâm Thanh Trúc là luân hồi chi chủ người theo đuổi đời sau, cũng không có tiết lộ âm dương thần điện lai lịch. Thoáng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc đi tới học viện sau núi, ở Thái Thượng Trà Thụ hạ ngồi xếp bằng. "Lâm cô nương, ta tu luyện Thái Thượng Thiên Ma Thể, ma tính cắn trả cực lớn, một khi bùng nổ, rất có thể rơi vào bị lạc, chỉ có lợi dụng chấn ma huyết thạch mới khá áp chế ta ma khí, xin ngươi hãy tương trợ." Diệp Thần ngưng mắt nhìn Lâm Thanh Trúc, trịnh trọng nói. Đây cũng là Diệp Thần Thái Thượng Thiên Ma Thể không có tiếp tục tu luyện nguyên nhân căn bản. Lâm Thanh Trúc gò má không biết đường nào tới một đỏ, khẽ gật đầu một cái, nói, "Ừ, luân hồi chi chủ, ngươi kêu ta làm gì, ta đều tùy ngươi, ngươi cứ việc nói là được." Hiện tại Lâm gia tiêu diệt, tổ tông Lâm Hy Trạch lại chết đi, Lâm Thanh Trúc lẻ loi hiu quạnh, Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào, tự nhiên cái gì cũng theo từ. Diệp Thần than thở một tiếng, đầu óc bên trong hiện ra Vũ Văn Cơ bóng người, một hồi cừu hận dâng lên. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ giết tới Minh Long thần tộc, chu diệt Vũ Văn Cơ, trả thù hết thảy cừu hận. Thái Thượng Thiên Ma Thể, mở. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hít sâu một hơi, cặp mắt hiện ra nghiêm ngặt ma hi, lập tức mở Thái Thượng Thiên Ma Thể. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên hoàn toàn mở Thái Thượng Thiên Ma Thể. Trước đây bởi vì không có được chấn ma huyết thạch, hắn chỉ dám đơn giản vận dụng. Hiện tại có Lâm Thanh Trúc ở đây, hắn dự định thử nghiệm hoàn toàn phóng thích. Diệp Thần vừa bắt đầu, thoáng chốc tới giữa, bắp thịt từng cục cầu kết nổ tung, điên cuồng bạo tăng, cả người lớn mạnh 2 vòng. Da ngay tức thì hóa thành sắt thép vậy màu sắc đen nhánh, nhấp nhô tầng tầng ma văn, sau lưng còn có thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, nổi lên, giữ tợn tàn bạo, bá đạo dị thường. Cái này, Lâm Thanh Trúc sợ hết hồn, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần tựa như trấn áp vạn cổ tuyệt thế thiên ma, thể chất mạnh mẽ tới cực điểm, cả người gân xanh đều ở đây nổi lên, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ, thật là vô địch. Tốt lực lượng cường hãn, luân hồi chi chủ, ngươi cái này Thái Thượng Thiên Ma Thể, quá dã man, quá bá đạo. Thái Thượng Trà Thụ trên thân cây, hiện ra một tấm già nua mặt người, thấy Diệp Thần kinh khủng thiên ma thể chất, cũng là rung động không dứt. "Lâm cô nương, mau dùng chấn ma huyết thạch, hóa giải ta ma khí." Diệp Thần ánh mắt tàn bạo, tinh thần dần dần đổi được là máu. Diệp Thần cảm giác được, bên trong đan điền, vậy một cổ lắng động không tiêu tan ma ý, thì phải nổ, chìm ngập hắn tinh thần, mai táng hắn linh hồn, để cho hắn hoàn toàn bị lạc. Đây là Thái Thượng Thiên Ma Thể cắn trả. Một khi cắn trả thành công, Diệp Thần đem hoàn toàn thất thủ. Lâm Thanh Trúc hơi có điểm hốt hoảng, hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm thần, sử dụng chấn ma huyết thạch, trong tay đạo pháp quyết đánh ra. "Thái Thượng Chư Thần, ban cho ta tiên phúc." Chư Thần mà nói, tức là chân lý. Chư Thần nói nếu không mục nát, thế gian là được vĩnh hằng. Chư Thần ánh sáng, trấn áp vạn ma. Từng trận huyền diệu thần chú, từ Lâm Thanh Trúc trong miệng phát ra. Khối này chấn ma huyết thạch, chất liệu đặc biệt đặc thù, truyền thuyết là dùng thái thượng thế giới rớt xuống vẫn thạch đúc thành, bên trong hàm chứa thái thượng chư thần ý chí, có thể áp chế hết thảy ma ý, hóa giải hết thảy hung ác. Vù vù, từng luồng tràn đầy chư thần ý chí, đỏ thẫm nóng bỏng ánh sáng, từ chấn ma huyết thạch tản ra, dưới vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền giác đan điền nổ, vậy một đoàn lắng động không tiêu tan ma khí, lại ngay tức thì bị chấn ma huyết thạch tan rã. Chấn ma huyết thạch đúng là có hóa giải ma khí, chấn áp hết thảy tà lệ hiệu quả. Nhưng là, ma khí bỗng nhiên làm tan rã, như núi lửa bộc phát, ngay tức thì cho Diệp Thần kinh mạch tạo thành to lớn đánh vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực tới giữa, khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra. Thái thượng thanh trà, thanh tâm dưỡng hồn, đi. Vừa lúc đó, thái thượng trà thụ vậy ra tay, từng cái củ long vậy nhánh cây rút ra, bao phủ Diệp Thần thân thể, thả ra xanh sâu kín sáng mờ, mạnh mẽ cỏ cây sức sống, vậy dưới vào Diệp Thần trong kinh mạch đi. Bụi cây này thái thượng trà thụ, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng phụ trợ tăng thêm hiệu quả, vô cùng cường đại. Nó ra tay một cái, các loại sinh mạng quy luật, cỏ cây sức sống, thiên địa linh khí, như từng cái thanh long vậy, còn quấn Diệp Thần, không ngừng bồi dưỡng Diệp Thần gân cốt mạch máu. Ở thái thượng trà thụ phụ trợ, Diệp Thần chợt cảm thấy trong cơ thể bạo động, ngay tức thì hỏa hoãn rất nhiều. Vậy bị đánh bể tan rã ma khí, cuối cùng vậy hóa thành bổn nguyên linh khí, lần nữa hội tụ đến Diệp Thần đan điền bên trong. Ùng ùng. Diệp Thần cả người ma khí chấn động, sau lưng thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, biến hóa được hơn nữa rõ ràng, uy nghiêm, bá đạo. Bất quá, tất cả ma khí cũng không có lại cắn trả dấu hiệu. Ở chấn ma huyết thạch phụ trợ, Diệp Thần coi như là tạm thời giải quyết thái thượng thiên ma thể cắn trả vấn đề. Quá tốt. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, giải quyết cắn trả vấn đề, nói cách khác, đang đối mặt Ma Bi Chi Chủ lúc đó, hắn có thể không cố kỵ chút nào, toàn lực bùng nổ thái thượng thiên ma thể, nếu như lại đối mặt Ma Bi Chi Chủ, hắn có trấn áp chắc chắn. Thái thượng thiên ma thể, so Ma Bi Chi Chủ càng cái ma tính, chỉ cần Diệp Thần hoàn toàn nhập ma, mượn nữa trước luân hồi huyết mạch áp chế, còn có chấn ma huyết thạch áp chế, coi như là Ma Bi Chi Chủ cũng không thể ngăn trở. Luân hồi chi chủ, ngươi xong chưa? Lâm Thanh Trúc thở dốc một tí, gò má hơi mang theo một chút trắng bệch, toàn lực thúc giục chấn ma huyết thạch, cũng để cho nàng hao phí to lớn linh lực, thân thể từng cơn chột dạ. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng, nói, ta không sao, đa tạ ngươi, Lâm cô nương. Lâm Thanh Trúc mỉm cười cười nói, ngươi không có sao liền tốt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về một bên thái thượng trà thụ, nói, thụ yêu, lần này cũng phải cảm ơn ngươi, ma hồn thần cung đã diệt, phong tinh vẫn đã chết, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta? Thái thượng trà thụ nói, luân hồi chi chủ, ta nguyện ý quy thuận, nhưng là, ngươi đắc tội Ma Bi Chi Chủ, Ma Bi Chi Chủ hung uy quá lớn, ta không giúp được ngươi, ở Ma Bi Chi Chủ trước mặt, ta chỉ là một giới con kiến hôi, hắn bắn ra chỉ là được tiêu diệt ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cho ta mọc rễ và hoàng tuyền đầu bên trong đi là được, Ma Bi Chi Chủ, ta sẽ tự mình đối phó với. Nói xong, Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ. Thái thượng trà thụ thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy thì tốt, ta dẫu sao chỉ là một bụi thụ yêu, không hề sở trường chiến đấu. Thái thượng trà thụ am hiểu nhất địa phương là tiêu tai rõ ràng ách, xua tan ma khí, thanh tâm dưỡng hồn, còn như sống chết sát phạt chiến đấu, nó không hề sở trường. Bất quá, Diệp Thần vậy không cần nó xuất chiến, chỉ cần nó khôi phục hoàng tuyền đồ khí vận căn cơ liền có thể. Luân hồi chi chủ, ta tên là Sala, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thái thượng trà thụ cành lá thoáng một cái, hóa thành lau một cái thanh ảnh, trốn vào hoàng tuyền đồ bên trong đi. Sala. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Cây rẻ ngựa cũng gọi Sala. Sa cây Sala, tương truyền niết bàn của Phật Thích Ca ở giữa có đôi cây Sala. Ở Phật gia trong truyền thuyết, có Sala lớn Bồ Tát, có thể thanh tịnh khư tai, lọc sạch thiên hạ. Bụi cây này Sala cây trà, nếu như hoàn toàn lớn lên, có thể lột xác thành Sala lớn Bồ Tát, lọc sạch hết thảy tai khí. Diệp Thần thần thức vậy trốn vào hoàng tuyền đầu bên trong, liền thấy Sala cây trà cắm rễ ở suối vàng bờ sông. Từng luồng cỏ cây thanh quang từ Sala cây trà trên thân thể tràn ngập ra, đúng cái suối vàng thánh hà, đổi được càng tinh khiết trong veo. Trong sông từng cái thiên long ảo ảnh, kim lăng lập lòe, rào 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 toát ra. Sala cây trà bản thân có lọc sạch tai khí hiệu quả, và suối vàng thánh thủy hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Cùng Sala cây trà hơi thở hoàn toàn và suối vàng thánh thủy dung hợp, Diệp Thần thậm chí có thể lọc sạch trung đẳng cường độ tâm ma. Đây là cái gì? Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống. Trời ơi, ngươi từ nơi nào tìm được? Viên này hoang ma kiếm chủng, một khi nảy mầm, ma đạo kiếm khí sợ là phải càn quét hết thảy. Luân hồi chi chủ, nếu như bị thái thượng các chư thần biết ngươi chiếm đoạt hoang ma kiếm chủng, ngươi nhất định phải chết. Bọn họ không thể nào tha ngươi. Lúc này, Sala cây trà thấy được xa xa một ngọn núi. Ngọn núi kia, đen nhánh nặng nề, như sắt thép đúc, phía trên hiện đầy tinh không quỹ tích vậy văn lạc, ma khí dày đặc, chính là hoang ma thiên kiếm hạt giống. Dõi mắt vực ngoại và thượng giới, thiên kiếm chỉ có 3 cây, hoang ma thiên kiếm là đặc biệt nhất tồn tại, bởi vì so với phổ thông thiên kiếm, thanh kiếm này có ma khí, đại biểu cao nhất ma đạo mũi nhọn, một khi kiếm chủng nảy mầm, thiên kiếm xuất thế, nhất định càn quét vũ trụ, cuộn sạch tinh không, đặc biệt đáng sợ. Thanh kiếm này cũng là cấp trên luôn muốn thu lại tồn tại. Thần La Thiên Kiếm và Long Uyên Thiên Kiếm, cấp trên đều có thể thả qua, nhưng Hoang Ma Thiên Kiếm tuyệt không thể bỏ qua, bởi vì kiếm này ma khí quá nặng, một khi bị người cố ý đạt được, ví dụ như Đế Thích Thiên, vậy Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, rất có thể đột phá tới tột cùng nhất 9 tầng cảnh giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một hạt giống thôi, đừng như thế hốt hoảng. Diệp Thần cười nhạt, hắn cũng biết Hoang Ma Thiên Kiếm lợi hại, nhưng muốn bồi dưỡng cái hạt giống này, chân thực quá khó khăn, cần cầm vô số thiên tài địa bảo, vô số tạo hóa linh khí, vô số sinh linh máu thịt đi bổ sung, đi tưới, mới có nảy mầm có thể. Chờ ta giết Vũ Văn Cơ, tàn sát Minh Long Thần Tộc, cầm toàn bộ Minh Long Thần Tộc hết thảy tài nguyên, đi tưới hoang ma kiếm chủng, không biết có hay không nảy mầm cơ hội. Diệp Thần trong mắt bên trong, đột nhiên lướt qua một chút sát khí nồng nặc, nghĩ tới Vũ Văn Cơ, nghĩ tới Minh Long Thần Tộc. Minh Long Thần Tộc là long trong tộc đại tông cây, huyết mạch tinh khí đậm đà, nếu như đối kháng bọn họ, cầm máu rồng và long tộc thiên tài địa bảo tưới hạt giống, hoang ma kiếm chủng rất có thể có nảy mầm cơ hội. Hung mãnh sát niệm, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng rất rõ ràng Minh Long Thần Tộc mạnh mẽ, lấy mình thực lực trước mắt, muốn đối kháng bọn họ, cầm bọn họ tài nguyên bồi dưỡng kiếm chủng, chân thực là chuyện không thể nào. Việc cần kíp là đối phó Ma Bi Chi Chủ. Trong phảng phất, Diệp Thần đã bắt được Ma Bi Chi Chủ ý định giết người. Không ra mấy ngày, hai người đem sẽ có một trận đại chiến. Mà lúc này Ma Bi Chi Chủ đang nữ hoàng thiên cung chỗ sâu, một phiến tĩnh lặng sân nhỏ, yên lặng điều tức hồi phục. Một khối khắc chữ ma bia đá trôi lơ lửng ở Ma Bi Chi Chủ đỉnh đầu, thả ra từng luồng màu đen linh khí, không ngừng bồi dưỡng hắn tinh thần. Khối này ma bia là Ma Bi Chi Chủ những ràng buộc. Hắn đã sản sinh ra linh trí, nhưng không cách nào thoát khỏi ma bia trói buộc, một khi rời đi ma bia, hắn sẽ lập tức tử vong. Bất quá, cái này ma bia cũng là Ma Bi Chi Chủ an thân lập mạng căn cơ, là hắn thân thể, là đồ đựng. Xây lại nữ hoàng thiên cung, lại chịu đựng chư thiên nghiệp lực, để cho Ma Bi Chi Chủ tổn thất đồ sộ tính linh lực, hắn đang điều tức hồi phục. Hoang ma kiếm chủng xuất hiện. Đột nhiên, Ma Bi Chi Chủ mở hai mắt ra, lộ ra một hồi rung động. Trong sâu thẳm, hắn bắt được hoang ma kiếm chủng hơi thở. Hắn thân là Ma Bi Chi Chủ, mượn luân hồi ma bia, đối với trong thiên địa đủ loại ma khí, cảm ứng đặc biệt bé nhạy. Cái này một tí, Ma Bi Chi Chủ rõ ràng cảm giác được, hoang ma kiếm chủng phá vỡ phong ấn, xuất hiện trên đời gian, lại bị người cướp đi. Là luân hồi chi chủ, là hắn cướp đi hoang ma kiếm chủng. Ma Bi Chi Chủ tim kịch chấn, ngay tức thì bắt được thiên cơ, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là có đại khí vận, lại có thể chấp trưởng hoang ma kiếm chủng. Nay cùng kỳ vật, Ma Bi Chi Chủ vậy đặc biệt có hứng thú. Nếu như hắn có thể bắt được hoang ma kiếm chủng, bồi dưỡng nảy mầm thành công, có thể mượn hoang ma thiên kiếm mũi nhọn, chặt đứt tự thân và luân hồi ma bia khế ước, lấy được tự do. Hắn tinh thần linh hồn bị gắt gao trói buộc ở ma bia bên trên, không cách nào thoát thân, đây là chí mạng bệnh xấu, cả đời không có được tự do, cũng không cách nào tu luyện đột phá. Mà hoang ma thiên kiếm nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này. Phải mau sớm chém chết luân hồi chi chủ, cướp lấy hoang ma kiếm chủng. Nếu bị hắn ấp trứng hạt giống thành công, cái gì đó cũng xong rồi. Ma Bi Chi Chủ cảm thấy to lớn uy hiếp, Diệp Thần lại có thể bắt được hoang ma kiếm chủng, đây quả thực là ngập trời khí vận. Diệp Thần khí vận chân thực quá thâm hậu, nếu như trì hoãn tiếp nữa, một khi Diệp Thần thành công ấp trứng hoang ma kiếm chủng, vậy Ma Bi Chi Chủ nhất định phải chết. Hoang ma thiên kiếm ma khí trấn áp hết thảy, càn quét hết thảy, tuyệt không phải Ma Bi Chi Chủ có thể ngăn cản. Chỉ có thừa dịp Diệp Thần còn không ấp trứng kiếm chủng, hắn mới có giết chết Diệp Thần cơ hội. nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Bi Chi Chủ nguyên khí còn không hoàn toàn khôi phục. Tập 2406. Ùng ùng. Ngay tại Ma Bi Chi Chủ khổ sở thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một hồi to lớn chấn động. Chỉ gặp nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Ở Huyền Cơ Nguyệt quanh người còn quấn từng viên to lớn phù lục, những bùa chú này phảng phất có tinh thần vậy khổng lồ, in vào bầu trời bên trong, phù quang sông lên đãng, bầu trời lại có thể biến sắc, đen nhánh mà thâm thúy. Những bùa chú này chính là trời lên tinh thần, vây quanh Huyền Cơ Nguyệt, từng tầng một vờn quanh xoay tròn, tổng số chừng 129.600 cái, ám hợp một nguyên hỗn độ số. Đây là... Ma Bi Chi Chủ thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, vô cùng rung động. Những bùa chú này, mỗi một cái cũng có thể so với Hồng Mông chí bảo, thuộc tính thâu tóm chư thiên, phong lôi đánh, nước lửa nổ tung, long dọn ra phượng vũ, đặc biệt nguy nga. Thái Thượng Thiên Phù Đạo. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lại có thể luyện thành Thái Thượng Thiên Phù Đạo. Ma Bi Chi Chủ phát ra kinh ngạc tới cực điểm thanh âm. Thái Thượng Thiên Phù nói, trong truyền thuyết vô cùng là đứng đầu Thái Thượng Đạo Pháp, một khi luyện thành, có thể chấp trưởng chư thiên phù lục, mỗi một cái phù lục đều có tinh thần nổ thần uy, lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Nay cùng đạo pháp, so với Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, còn lợi hại hơn rất nhiều. Từ cổ chí kim, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ một người có thể thành công tu luyện Thái Thượng Thiên Phù nói. Môn đạo pháp này, chân thực quá phức tạp, quá tinh thâm, quá bàng bạc khoáng đạt, ngày xưa Huyền Cơ Nguyệt cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu mà thôi. Nhưng hiện tại, mười mấy vạn phù lục đóng dấu tinh không, chư thiên cuồn cuộn nổ ầm, Huyền Cơ Nguyệt cao cứ 9 tầng trời, tựa như uy sắp thế gian thần minh, hiển nhiên là đem Thái Thượng Thiên Phù nói hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Ha ha ha, Ma Bi Chi Chủ, đa tạ ngươi, thay ta xây lại Thiên Cung đạo tràng, nhận chịu chư thiên nghiệp lực đánh vào, ta khí vận căn cơ khôi phục, môn đạo pháp này đã tu luyện thành công. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, hăm hở, chư thiên phù lục ùng ùng chấn động, mỗi một cái phù lục cũng bộc phát ra so tinh thần còn muốn tia sáng chói mắt. Một khi những bùa chú này nổ, đó là thật hủy diệt đạo cực gửi, uy lực đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng bước. Ma Bi Chi Chủ ánh mắt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Huyền Cơ Nguyệt cũng có đại khí vận người. Luân Hồi Chi Chủ, vận mệnh đứng đầu, đều là lấy được thiên đạo chiếu cố nhân vật lớn, khí vận vô cùng thâm hậu. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, Ma Bi Chi Chủ còn có lần nữa đuổi kịp Huyền Cơ Nguyệt, thậm chí tăng thêm một bậc bước, nhưng bàn về khí vận căn cơ, chênh lệch quá xa, không có ở đây một cái tầng bên trên. Sinh mạng phù lục, Diệu Thủ Hồi Xuân, bảo vệ ngươi chân linh, đi. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, bầu trời bên trong thì có một quả xanh mưa lất phất phù lục, mang cỏ cây sức sống, sinh mạng tinh hoa hơi thở, ào ào rơi xuống, bao phủ ở Ma Bi Chi Chủ trên mình. Nhất thời, Ma Bi Chi Chủ chỉ cảm thấy cả người thông thái, hao tổn linh khí, toàn bộ khôi phục, tinh thần vậy khôi phục được đỉnh cấp. Huyền Cơ Nguyệt Thái Thượng Thiên Phù nói, các loại phù lục, bao la vạn vật, bao gồm sấm sét phong hỏa, sinh mạng chữa trị, khu tai hóa độc vân. Vân là chân tránh không chỗ nào không bao, không buông tha, đơn giản là vô địch. Ma Bi Chi Chủ một đạt được sinh mạng phù lục chữa trị, khắp mọi mặt trạng thái, ngay tức thì khôi phục đỉnh cấp. Thật là cường hãn đạo pháp. Ma Bi Chi Chủ rung động không dứt, cái này Thái Thượng Thiên Phù nói, ở Thái Thượng 36 đạo lý mặt, sợ rằng đủ để bước lên trước năm, hiệu quả thần kỳ, uy lực to lớn, đơn giản là đáng sợ. Ma Bi Chi Chủ, ta đã giúp ngươi khôi phục, mau chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, không được sai lầm. Huyền Cơ Nguyệt cao cứ ở trên trời, phát ra uy nghiêm thanh âm. Nữ Hoàng Thiên Cung mới vừa xây lại, nàng muốn trấn thủ khí vận, không tiện thoát thân, bất quá có Ma Bi Chi Chủ ra tay, cũng đủ rồi. Yên tâm, thằng nhóc kia trốn không thoát. Ma Bi Chi Chủ đứng dậy, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, cũng có to lớn lòng tin, có thể chém chết Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt nói, đời này Luân Hồi Chi Chủ, khí vận so ta còn muốn thâm hậu, không như vậy dễ dàng chết. Ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường, không muốn ở trên địa bàn hắn chiến đấu, nghĩ biện pháp dẫn hắn đi Hồng Mông Phúc Địa. Ma Bi Chi Chủ nhướng mày một cái, Hồng Mông Phúc Địa. Huyền Cơ Nguyệt nói, không sai, ta ở mấy chục ngàn năm trước, liền đem tử vi số mệnh thuật Nguyên Thủy Ngọc Giản chôn vào Hồng Mông Phúc Địa bên trong đi, ngày hôm nay vậy đến thông suốt nguyên thuật, thành tựu lớn vận mạng thời điểm. Ta mượn ngươi một lá bùa chiếu, có thể giúp ngươi mở nắm giữ mệnh vận đạo. Một khi nắm giữ mệnh vận đạo hạ xuống, vậy Luân Hồi Chi Chủ ắt sẽ bị vận mệnh ta bánh răng xe nghiền nát. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, một món linh khí ngưng tụ thành phù chiếu, rơi vào Ma Bi Chi Chủ trong tay. nắm giữ mệnh vận đạo. Ngươi luyện thành như thế lợi hại Hồng Mông nguyên thuật. Ma Bi Chi Chủ khẽ cau mày, thật sâu cảm thấy nguy cơ và áp lực. 33 thiên Hồng Mông cổ pháp, ở dung hợp nguyên khí sau đó, có thể diễn hóa thành Hồng Mông nguyên thuật. Hồng Mông nguyên thuật, chiếu cố thiên địa Hồng Mông và võ đạo thủy nguyên bí ẩn, lực sát thương to lớn. Thí dụ như Huyền Cơ Nguyệt tử vi số mệnh thuật, một khi dung hợp nguyên khí, là có thể diễn biến ra nắm giữ mệnh vận đạo, là một người vô cùng hắn mênh mông vận mệnh thế giới, ẩn chứa vô thượng vận mệnh trật tự quy luật, một trấn áp xuống đi, có thể ngay tức thì đánh giết phổ thông còn chân cảnh cường giả, vô cùng lợi hại. Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu một cái, nói, còn không có hoàn toàn thành công, nắm giữ mệnh vận đạo, cái loại này Hồng Mông nguyên thuật, uy lực quá lớn, không như vậy dễ dàng luyện thành, ta chỉ có thể ở Hồng Mông Phúc Địa diễn hóa, một khi rời đi Hồng Mông Phúc Địa, liền không cách nào thi triển. Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Luân Hồi Chi Chủ dẫn đi Hồng Mông Phúc Địa, dựa vào ta phủ chiếu, có thể ung dung giết chết hắn. Ma Bi Chi Chủ chân mày càng nhíu càng sâu, Huyền Cơ Nguyệt tấm phủ chiếu này cũng không có bất kỳ sát phạt chiến đấu hơi thở, chính là đơn thuần kíp nổ, đơn thuần chìa khóa, dùng tới mở vận mạng bánh răng xe. Một khi mở thành công, hắn tương đương với đạt được Huyền Cơ Nguyệt cao nhất trợ lực, có thể một lần hành động trấn giết Diệp Thần. Nhưng vạn nhất, Diệp Thần từ đầu đến cuối không bước vào Hồng Mông Phúc Địa, tấm phù chiếu này liền không hiệu quả. Yên tâm, Hồng Mông Phúc Địa ắt sẽ trở thành thằng nhóc kia nơi chôn cất. Ma Bi Chi Chủ trong mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì, âm u cười một tiếng, thu hồi Huyền Cơ Nguyệt phù chiếu. Mà lúc này Diệp Thần đang nguyên thiên trong viện tu luyện. Sala cây trà cắm rễ hoàng tuyền đồ khí vận căn cơ dần dần khôi phục. Hoang Ma Thiên Kiếm hạt giống có Sala cây trà trong chừng, ma khí vậy ở trong phạm vi khống chế, coi như không có Lâm Thanh Trúc chấn ma huyết thạch, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bùng nổ nguy hiểm. Thái Thượng Thiên Ma Thể cắn trả, vậy hoàn toàn giải quyết. Diệp Thần tâm tình buông lỏng rất nhiều. Thiên cơ suy diễn dưới, Diệp Thần rất rõ ràng, Ma Bi Chi Chủ sát phạt rất nhanh liền muốn hạ xuống. Diệp Thần lấy được rồi Hoang Ma kiếm chủng, tin tức này không gạt được Ma Bi Chi Chủ. Dẫu sao, ma bia ngay tại Ma Bi Chi Chủ trên tay, hắn có thể bắt được thế gian đủ loại ma khí dấu vết. Cho nên, hắn có thể phong tỏa Diệp Thần vị trí. Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, âm thầm kêu Nguyên Thiên Viện, làm xong an bài. Chỉ cần Ma Bi Chi Chủ dám đến, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn đem hắn trấn áp, từ đó cướp lấy ma bia. Hưu, nhưng đợi mấy ngày, Diệp Thần không đợi được Ma Bi Chi Chủ, nhưng đến lúc đóng kín một cái phi kiếm truyền tin. Cái này phong phi kiếm truyền tin chính là Ma Bi Chi Chủ gửi tới. Luân Hồi Chi Chủ, ta ở Hồng Mông Phúc Địa chờ ngươi. Chỉ cần ngươi chịu tới, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Một cái liên quan tới Minh Long Thần Tộc bí mật. Nội dung trong thơ vô cùng đơn giản, chỉ có le que mấy câu nói. Ma Bi Chi Chủ muốn hẹn ta ở Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến. Diệp Thần nhìn xong nội dung trong thơ, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ở Nguyên Thiên Viện làm xong an bài, sẽ chờ Ma Bi Chi Chủ đến cửa. Bất quá đáng tiếc, Ma Bi Chi Chủ so hắn tưởng tượng còn phải cẩn thận, cũng thật không có chạy đến Nguyên Thiên Viện chịu chết, mà là đem quyết chiến địa điểm định ở Hồng Mông Phúc Địa. Ở Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, hắn muốn làm gì? Diệp Thần chau mày, mặc dù suy đoán không ra Ma Bi Chi Chủ ý tưởng chân thật, nhưng vậy cảm thấy sau lưng ẩn giấu to lớn nguy hiểm. Tôn chủ, Ma Bi Chi Chủ người này tâm tư kín đáo tàn nhẫn, hắn nếu mời ngươi đi Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, nhất định bao dấu họa tim, ngươi muốn cẩn thận là hơn, không nên tùy tiện trùng kế. Sala cây trà thấy tin tới, cũng là phát ra nhắc nhở. Ở Càn Ám Ma trong ruộng, nó và Ma Bi Chi Chủ chung sống mấy chục ngàn năm, tự nhiên rất rõ ràng người này tính cách và thực lực. Ha ha, ta tự nhiên biết sau lưng hắn cất giấu âm mưu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay một nặn, thư cháy thành cho tàn. Hơi bấm ngón tay tính toán, thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần nhưng phát hiện, nếu như đi Hồng Mông Phúc Địa quyết chiến, 7 phần cát vận, 3 phần hung hiểm, mình phần thắng lớn vô cùng. Cái này Ma Bi Chi Chủ muốn âm mưu giết ta, không đơn giản như vậy, hắn tựa hồ đánh giá thấp chấn ma huyết thạch uy lực. Diệp Thần suy diễn rõ ràng cát hung, nhíu chặt chân mày nhất thời buông, nụ cười càng rực rỡ, nhìn một mắt Lâm Thanh Trúc. Không nghi ngờ chút nào, ở Hồng Mông Phúc Địa bên trong, Ma Bi Chi Chủ khẳng định bày ra cạm bẫy. Nhưng là, hắn lậu tính chấn ma huyết thạch, bỏ quên vật này mạnh mẽ. Khối này chấn ma huyết thạch, liền Hoang Ma kiếm chủng và Thái Thượng Thiên Ma Thể ma ý đều có thể áp chế. Một khi bị chấn ma huyết thạch bao phủ, Ma Bi Chi Chủ thực lực nhất định thật to yếu bớt, khó mà tương đương Diệp Thần. Cho nên, Diệp Thần lần thôi diễn này thiên cơ, trước đó chưa từng có rõ ràng, lập tức liền nhìn ra mình phần thắng cực lớn, các vận đủ chiếm cứ 7 phần. Sala cây trà nói, tôn chủ, vậy ngươi muốn đi quyết chiến? Diệp Thần cười một tiếng, nói, tự nhiên phải đi, vậy Ma Bi Chi Chủ còn nói, chỉ cần ta chịu đi. Hắn còn sẽ nói cho ta một cái liên quan tới Minh Long Thần Tộc bí mật, ta đây là rất muốn biết, điều bí mật này là cái gì? Diệp Thần nhìn Lâm Thanh Trúc một mắt, nói, Lâm cô nương, xin ngươi hãy vậy cùng ta cùng đi. Lâm Thanh Trúc nghe được phải rời khỏi Nguyên Thiên Viện, hơi có điểm khủng hoảng, nhưng nhìn Diệp Thần ánh mắt tự tin, trong lòng lại trấn định lại, gật đầu nói, ừ, Luân Hồi Chi Chủ, ta cùng ngươi. Rất tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đơn giản thu xếp tốt Nguyên Thiên Viện công việc, ngay sau đó mang Lâm Thanh Trúc biến dạng hư không, chạy tới Hồng Mông Phúc Địa. Lâm Thanh Trúc là Chấn Ma Huyết Thạch người bảo vệ, chỉ có mang theo nàng mới có thể hoàn toàn phát huy Chấn Ma Huyết Thạch uy lực. Suy, hư không nứt ra, Diệp Thần mang Lâm Thanh Trúc hạ xuống ở Hồng Mông Phúc Địa. Diệp Thần lần trước tới Hồng Mông Phúc Địa vẫn là ở Đồ Sát Thánh Đại Hội trước, lúc ấy vì chữa trị Tiêu Thủy Hàn bị phế đan điền, tới nơi này đào lấy thiên tiên cá chép sao. Hôm nay trọng lâm Hồng Mông Phúc Địa, Đồ Sát Thánh Đại Hội đã sớm kết thúc, thế sự kinh biến, Đế Uyên Điện lâm vào là phế tích, chư thiên vạn giới vô số sinh linh bị hiến tế, Diệp Thần không khỏi một hồi thổn thức. Thật may, Diệp Lạc Nhi còn không xuất giá, cuộc hôn nhân này còn có ngăn cản chỗ trống. Hồng Mông Phúc Địa, sơn thủy như cũ, vẫn là tiên khí mạnh mẽ, dáng ngũ sắc đầy trời, linh quang tự nhiên hình dáng. Một đạo áo bào đen bóng người, cô đơn cô quạnh, yên tĩnh đứng ở phương xa trên đỉnh núi. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi tới. Vậy áo bào đen bóng người, đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, chính là Ma Bi Chi Chủ. Cho dù cách nhau xa xôi, nhưng Ma Bi Chi Chủ ánh mắt bén nhọn, như cũ xuyên qua trùng trùng hư không, làm người ta khắp cả người phát rét. Lâm Thanh Trúc cả người nổi lên một cái rùng mình, khó hiểu một hồi sợ hãi, bắt được Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần như là dừng dưng tự nhiên hình dáng, nói, ta tới. Ma Bi Chi Chủ liếc về gặp Lâm Thanh Trúc, cau mày nói, ngươi lại thế nào mang theo một người phụ nữ? Diệp Thần cười nói, vạn nhất ta bỏ mình, ít nhất có người thay ta nhặt xác. Một bên Lâm Thanh Trúc, nhưng là không cười nổi, ở Ma Bi Chi Chủ hơi thở bao phủ hạ, cả người rợn cả tóc gáy. Nhặt xác? Đùa gì thế? Một khi Diệp Thần bị giết, nàng ngay tức thì vậy phải bị giết, không thể nào chút nào sống sót cơ hội. Ma Bi Chi Chủ ánh mắt lóe lên, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Diệp Thần kéo Lâm Thanh Trúc, tung người bay lên, ngay tức thì vượt qua hư không, hạ xuống ở Ma Bi Chi Chủ trước mặt. Luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể, Diệp Thần hoàn toàn không sợ Ma Bi Chi Chủ hơi thở, trực tiếp đối lập, cười nhạt nói, ta lấy vì ngươi sẽ cầm Hoang Ma Kiếm Trùng uy hiếp ta, nói ta nếu là không tới, ngươi liền công bố Hoang Ma Kiếm Trùng bí mật. Hoang Ma Kiếm Trùng, quan hệ đến cao nhất nguyên binh bí mật, một khi công bố, Diệp Thần đem sẽ gặp phải chư thiên vạn giới nhằm vào, phiền toái cực lớn. Dẫu sao, cao nhất nguyên binh phong mang ác liệt như vậy, người người cũng muốn chấp chưởng. Thất phu vô tội, trong lòng bích có tội, đạo lý này, Diệp Thần tự nhiên hiểu được. Ma Bi Chi Chủ nói, Hoang Ma Kiếm Trùng thiên cơ liên lụy quá lớn, ta một khi tiết lộ thiên cơ, ắt gặp cắn trả. Cho nên ngươi đại khả yên tâm, ta sẽ không công bố ngươi bí mật, ngươi ngày hôm nay có thể an tâm nhắm mắt. Diệp Thần cười nói, vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lại hỏi, Minh Long Thần Tộc bí mật là cái gì? Ma Bi Chi Chủ nói, Minh Long Thần Tộc bí mật, thật ra thì ngươi biết cũng không dùng, dù sao ngươi ngày hôm nay cũng phải cần chết ở ta trong tay. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, trước khi chết, làm cái rõ ràng vậy là chuyện tốt, ngươi đã đáp ứng ta. Ma Bi Chi Chủ thanh âm trầm xuống, nói cho ngươi nghe cũng không sao, Minh Long Thần Tộc, sợ nhất Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần trong mắt hơi co rúc một cái, Long Uyên Thiên Kiếm. Ma Bi Chi Chủ hơi ừ một tiếng, nói, Long Uyên Thiên Kiếm là Minh Long Thần Tộc khắc tinh, Minh Long Thần Tộc huyết mạch vô cùng cường đại, ở thời đại Thái Cổ, có cơ hội phi thăng thái thượng thế giới, nhưng cấp trên cửa không cho phép người bất kỳ lại bước vào, cho nên đặc biệt đúc Long Uyên Thiên Kiếm, dùng để đối phó Minh Long Thần Tộc. Long Uyên hai chữ, đại biểu tiêu diệt Minh Long Thần Tộc vực sâu, nếu như ngươi có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, vậy Minh Long Thần Tộc tuyệt đối phải bị ngươi tàn sát, ngươi có thể đem ngươi quan tâm người phụ nữ đoạt trở lại, đến lúc đó ngươi muốn giết Vũ Văn Cơ, liền như đổ sát chó. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết được rất nhiều. Ma Bi Chi Chủ đứng chắp tay, nói, biết người biết ta, mới khá trăm trận trăm thắng, đáng tiếc ta nói cho ngươi điều bí mật này, ngươi cũng không dùng được. Long Uyên Thiên Kiếm, ngươi chỉ có một khối mảnh vỡ, không thể nào tìm được bản thể. Hôm nay quyết chiến, ngươi cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Tập 2407. Vậy ngược lại chưa chắc, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lãnh khốc, nắm chặt quả đấm, cả người xương cốt rắc 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 nổ vang, cuồn cuộn ma khí bạo dũng ra. Thái Thượng Thiên Ma Thể, mở. Diệp Thần trước tiên động thủ trước, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, ma khí nổ tung, sau lưng hiện ra một tôn thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, dị thường dữ tợn. Ở Diệp Thần trên da, vậy xuất hiện từng đạo đen nhánh quỷ dị ma văn. Đối phó Ma Bi Chi Chủ, hồn thể đổi thành thậm chí còn những công pháp khác cũng không có dùng, chỉ có Thái Thượng Thiên Ma Thể. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần trình độ cao nhất nhập ma, vô số ma khí tụ lại, khắp nơi đều nổi lên từng ngọn thiên ma cổ thần bóng người. Oanh! Diệp Thần một quyền đánh ra, trình độ cao nhất nhập ma một quyền, tràn đầy dã man, cuồng bạo, ngang ngược lực lượng, không có một chút sặc sỡ, đánh phía Ma Bi Chi Chủ đầu. Thái Thượng Thiên Ma Thể, ngươi lại có thể không chịu cắn trả. Ma Bi Chi Chủ nhìn Diệp Thần nhập ma, mới vừa còn bình tĩnh gương mặt, nhất thời đổi được vô cùng kinh hãi. Nếu như là người bình thường, mở Thái Thượng Thiên Ma Thể, nhất định phải tiến vào là máu trạng thái, cả người mất lý trí, tinh thần thác loạn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần ánh mắt, nhưng giống như giặt nước vậy bình tĩnh, trong suốt, trầm ổn, không có một chút bị lạc hình dáng. Rõ ràng cho thấy hoàn toàn nắm giữ Thái Thượng Thiên Ma Thể lực lượng, không chịu chút nào cắn trả. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Ma Bi Chi Chủ rõ ràng nhớ, Diệp Thần mới vừa luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể không bao lâu, không thể nào nhanh như vậy liền giải quyết hết tu luyện cắn trả vấn đề. Chỉ là cái này một tí Thái Thượng Thiên Ma Thể sẽ để cho Ma Bi Chi Chủ cảm thấy sâu đậm nguy cơ, tựa như mình thật bị trấn áp. Diệp Thần gần đây từ Thái Thượng Thiên Ma Thể bên trong lĩnh ngộ mà đến Thiên Ma Bá Quyền, cuồng oanh tới, Ma Bi Chi Chủ cơ hồ nghẹt thở. Hung mãnh như vậy một quyền, sợ là liền trời trăng sao cũng có thể đánh rơi, làm người ta khó mà ngăn cản. Nếu như ngươi tu vi mạnh mẽ đi nữa một chút, ta có thể thật không ngăn được. Thật may, ngươi chỉ là càn khôn cảnh mà thôi. Luân hồi ma bia, cho ta trấn áp. Ma Bi Chi Chủ hít sâu một hơi, ngay tức thì tỉnh táo lại. Diệp Thần trình độ cao nhất nhập ma, mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản thân tu vi, nói cho cùng chỉ có càn khôn cảnh sơ kỳ mà thôi, đơn thuần bàn về cảnh giới tu vi, và hắn chênh lệch quá xa. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, Ma Bi Chi Chủ có lòng tin giết ngược. Ùng ùng, luân hồi ma bia sử dụng. Ma Bi Chi Chủ linh khí không ngừng bơm vào, đúng khối luân hồi ma bia, lại là hóa thành ngàn trượng to lớn, từ 9 tầng trời trong bầu trời, ùng ùng trấn áp xuống tới, như núi cao vậy, hung mãnh đè hướng Diệp Thần. Ô hu hu. Tầng tầng âm phong, kịch liệt biến dạng gào khóc, còn cuốn luân hồi ma bia cuồn cuộn chấn động. Vô số yêu quái, vô số yêu ma ảo ảnh, vô số âm hồn quỷ quái, cũng từ luân hồi ma bia trên bạo dũng ra. Đúng khối ma bia, mặc dù là từ trên trời hạ xuống, nhưng phảng phất từ trong địa ngục giết ra tới, mang vô cùng kinh khủng á khí, phải đem Diệp Thần trực tiếp trấn áp mà chết. Phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, Thái Thượng Thiên Ma Thể bùng nổ, cả người gân xanh nổi lên, thiên thủ thiên nhãn cự ma pháp tướng, như muốn lật giang khuấy biển, hung hăng một quyền nghịch sông lên, đánh vào luân hồi ma bia bên trên. Phịch, quyền bia va chạm, ma khí biến dạng bùng nổ. Diệp Thần quả đấm ngay tức thì nứt ra, máu tươi cút lưu. Nhưng Ma Bi Chi Chủ luân hồi ma bia cũng bị đánh văng ra, thiếu chút nữa đánh mất. Lại có thể đánh văng ra ta ma bia. Ma Bi Chi Chủ có vẻ kinh ngạc, xem tới mở liền Thái Thượng Thiên Ma Thể Diệp Thần, thực lực đối với tự mình tới nói, quá mạnh mẽ. Mặc dù bàn về tu vi hơi thở, Diệp Thần như cũ không phải là địch thủ của hắn. Nhưng nếu như đơn thuần bàn về lực lượng, Diệp Thần đã không thua với hắn, có cứng trọi cứng tư cách. Lâm Thanh Trúc nhìn hai người quyết chiến, chỉ kinh hãi được sắc mặt phát trắng, xa xa tránh liền đi ra ngoài, e sợ cho gặp chỉ ngư chỉ ương. Diệp Thần và Ma Bi Chi Chủ, hai vị người tu ma, tuyệt thế đánh một trận, một tí va chạm, đều đủ để chấn vỡ hư không, dung chuyển nhật nguyệt bầu trời, hoàn toàn không phải Lâm Thanh Trúc có thể nhúng tay. Thái Thượng Thiên Ma Thể, quả nhiên cường hãn à. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng mãnh liệt, nội tâm nhiệt huyết không dứt. Cái này Thái Thượng Thiên Ma Thể, so Diệp Thần tưởng tượng còn muốn bá đạo mạnh mẽ, là thuần túy lực lượng hóa thân, ma uy cương mãnh vô cùng, ngăn cản người tán loạn. Oanh oanh oanh. Diệp Thần hai quả đấm lộn, giống như đại ấn, bổ ra ba quyền. Cái này ba quyền bạo giết, như thái cổ thiên sơn, hạ xuống vạn giới, như thần sông ngang qua vũ trụ, lại tựa như ma hồng, đây chơi qua lại, mênh mông bá đạo, tuyệt luân mãnh liệt. Bá đạo như vậy, Thái Thượng Thiên Ma Thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Bi Chi Chủ một tiếng khen ngợi, mặc dù hắn cảnh giới tu vi, muốn so với Diệp Thần cao hơn rất nhiều. Nhưng là, đối mặt Thái Thượng Thiên Ma Thể mở hết Diệp Thần, hắn cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Trong sâu thẳm, hắn đã bị áp chế. Diệp Thần cái này ba quyền, mênh mông khoáng đạt, như muốn oanh diệt muôn vàn thế giới. Ma Bi Chi Chủ gương mặt hơi ngưng trọng, thân thể một cái lóe lên, phá vỡ hư không, trốn vào mất đi trong không gian, né tránh Diệp Thần đánh. Ùng ùng, Diệp Thần bá quyền cuồng sát, vô số tầng hư không sụp đổ, từng quyền đập về phía Ma Bi Chi Chủ. Ma Bi Chi Chủ không ngừng né tránh, thân pháp đặc biệt linh hoạt, vung tay lên, liền xuyên qua trăm ngàn tầng mất đi không gian. Mà Diệp Thần cũng là điên cuồng truy kích, ở hắn quả đấm mãnh nện xuống, Hồng Mông Phúc Địa cũng đang chấn động, treo ở Hồng Mông Phúc trên đất chống tinh thần, lại có thể lảo đảo muốn rơi xuống, có bị Diệp Thần đánh rơi dấu hiệu. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần mở Thái Thượng Thiên Ma Thể, lực lượng hung mãnh đến cái gì bước. Ở một bên xem cuộc chiến Lâm Thanh Trúc, hoàn toàn ngây dại. Nàng hoàn toàn không thấy rõ Diệp Thần và Ma Bi Chi Chủ bóng người, chỉ cảm thấy hai người tựa như ngay tức thì di động vậy, thân thể không ngừng lóe lên, xuất hiện, lại biến mất, toàn bộ Hồng Mông Phúc Địa tràn đầy ùng ùng kinh thiên vang lớn, kinh khủng đợt khí va chạm cuộn sạch tiêu vũ. Thật may Hồng Mông Phúc Địa địa mạch quy luật đủ vững chắc, nếu không, ở Diệp Thần và Ma Bi Chi Chủ mạnh như vậy mãnh liệt đánh nhau hạ, sợ rằng toàn bộ Hồng Mông Phúc Địa đều phải băng diệt. Thằng nhóc, ta đã không dám lại xem thường ngươi. Ngươi tiềm chất quá mức đáng sợ, nếu như không chết yểu, tương lai tuyệt đối muốn vượt qua vận mệnh và tâm ma. Ma Bi Chi Chủ thân thể bỗng nhiên dừng lại, nguy cơ dày đặc nhìn Diệp Thần. Liên tục đánh nhau, Diệp Thần hơi thở lại còn liên miên có thừa, không có chút nào suy bại hình dáng, sinh mạng lực này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mở Thái Thượng Thiên Ma Thể, trình độ cao nhất nhập ma, giữ lẽ thường mà nói, vô luận là tinh thần vẫn là thân xác, cũng không thể duy trì quá lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần duy trì lâu như vậy, vậy không có chút nào thở hổn hển hình dáng. Hiển nhiên, Diệp Thần võ đạo nội tình đã đến kinh khủng bước, mặc dù chỉ là càn khôn cảnh 3 tầng thiên, nhưng đủ để và Ma Bi Chi Chủ địa vị ngang nhau. Nếu như liều chết tương bác nói, Ma Bi Chi Chủ vẫn là có chắc chắn chém chết Diệp Thần, dẫu sao cảnh giới chênh lệch bày ở chỗ này. Nhưng là, coi như có thể giết chết Diệp Thần, hắn vậy khẳng định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nói nhảm thật nhiều, cho ta chết. Ma Bia đứng đầu trôi lơ lửng giữa không trung, cũng không còn né tránh, trong miệng phát ra mãi mãi ngâm sướng. Vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động. Chư thiên vạn giới đều phải thần phục ở vận mạng trật tự dưới. Nắm giữ mệnh vận đạo, mở. Một tấm phù chiếu từ Ma Bia đứng đầu trong tay bay ra, kịch liệt thiêu đốt. Đây là Huyền Cơ Nguyệt ban cho hắn phù chiếu. Phù chiếu một cháy, nhất thời toàn bộ Hồng Mông Phúc Địa cũng mãnh liệt chấn động đứng lên. Rắc rắc, mặt đất rạn nứt, một phiến màu tím ngọc giản từ sâu trong lòng đất từ từ dâng lên. Cái này phiến màu tím ngọc giản, phía trên khắc 5 chữ: Tử vi số mệnh thuật. Đây là tử vi số mệnh thuật nguyên thủy tu luyện ngọc giản. Ùng ùng. Giờ khắc này, vô cùng vô tận nguyên khí từ trong ngọc giản tàn mát ra, cũng vào Hồng Mông cổ khí dung hợp, phát ra chấn động to lớn, ngay tức thì diễn biến thành triệu dặm ánh sao, xông lên lên trời. Rào 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 rào. Thoáng chốc tới giữa, bầu trời hóa thành thái hư vậy màu sắc, thâm thúy thần bí, từng hạt tròn ngôi sao to lớn lơ lửng. Mỗi một cái tinh cầu cũng tuân theo vận mạng quy luật, chậm rãi chuyển động. Đây là Hồng Mông Nguyên Thuật, nắm giữ mệnh vận đạo. Diệp Thần vừa nhìn thấy mảnh thế giới này, nhất thời rung động, chỉ cảm thấy uy áp ngập trời, không ngừng bao phủ xuống. Không sai, thằng nhóc, đây là Huyền Cơ Nguyệt hao phí mấy chục ngàn năm thời gian, suy diễn ra nắm giữ mệnh vận đạo, có thể chết ở mảnh thế giới này dưới, ngươi vậy coi là không oan. Ma Bia đứng đầu cười lạnh một tiếng, cao cứ ở trên bầu trời cao, tựa như chấp trưởng vận mạng trật tự, muốn trấn áp tất cả tồn tại. Ở hào hùng vận mệnh uy áp hạ, Diệp Thần hông đều bị chấn được hơi cong. Hồng Mông đại tinh không cũng không xử ra được, hoàn toàn bị vận mạng trật tự áp chế. Nếu như là bản nguyên vẹn Hồng Mông đại tinh không, tự nhiên có thể xoay ngược lại vận mệnh, siêu thoát chư thiên hết thảy, nhưng Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không, uy lực còn xa xa không đủ, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ mệnh vận đạo, nhất thời bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không cách nào vận dụng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Diệp Thần nghe được, vũ trụ chỗ sâu, vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động. Hắn gân cốt máu thịt, khó hiểu một hồi rung động. tựa như mình cả người đều phải bị vận mạng bánh răng xe vạn thành mảnh vỡ. Cái này phiến nắm giữ mệnh vận đạo chân thực quá kinh khủng, vừa thi triển ra chư thiên thế giới chào đãng trước vận mạng hoa trường, khắp nơi đều là ca ngợi ca hát chiều bái cầu nguyện, chư thiên sinh linh đều ở đây ca ngợi vận mạng trật tự. Diệp Thần đặt mình vào ở nắm giữ mệnh vận đạo dưới, ngay cả động đánh cũng không nhúc nhích được, cả người bị thật sâu kéo nhập vận mạng trong nước xoáy, thân thể phải bị vận mệnh bánh răng xe nghiền nát, tinh thần phải bị vận mệnh trật tự chấn diệt, áp lực lớn vô cùng. Còn ở chết chống đỡ, còn không mau một chút quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Ma Bia đứng đầu hừ lạnh một tiếng, ở nắm giữ mệnh vận đạo nghiền ép hạ, Diệp Thần khổ khổ chống đỡ, cả người ma khí đều bị vận mạng bánh răng xe cắn nát, nhưng hắn cũng không có chút nào khuất phục dấu hiệu, như cũ núi cao vậy đứng. Ùng ùng, Ma Bia đứng đầu vung tay lên, vũ trụ chỗ sâu vận mệnh bánh răng xe chuyển động được kịch liệt hơn, từng vì sao ở vận mạng uy nghiêm hạ sụp đổ nghiền, vô số vẫn thạch hóa thành mưa sao xa, tựa như ngày tận thế thiên tai đánh giết hướng Diệp Thần. Hoàng Tuyền thế giới bảo vệ sống chết trước mắt, Diệp Thần đột nhiên sử dụng Hoàng Tuyền đồ, một phiến Hoàng Tuyền thế giới ngay tức thì từ vũ trụ bên trong bốc lên. Mảnh thế giới này chim hót hoa thơm, sơn thanh thủy tú, nước sông róc rách, tràn đầy mạnh mẽ sức sống, và chung quanh vắng lặng tĩnh mịch thế giới so với lộ vẻ được tức giận dồi dào. Qua lại không dứt suối vàng thánh hà, còn quấn Hoàng Tuyền thế giới lưu chuyển, trong nước sông từng cái thái cổ thiên long hồn ảnh như ẩn như hiện, còn có một bụi to lớn cây trà cắm rễ ở bờ sông, rắc một phiến thanh huy. À, lại là trong truyền thuyết nắm giữ mệnh vận đạo. Ở 33 thiên hồng mông nguyên thuật bên trong, đứng sau luân hồi thiên đường tồn tại. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sala cây trà nhìn chung quanh kinh khủng cảnh tượng, phát ra rung động tiếng hô, hiển nhiên cũng bị chấn động kinh động. Hồng Mông cổ pháp có 33 chồng, đều có thể diễn hóa thành nguyên thuật, chính là 33 thiên hồng mông nguyên thuật. Cái này 33 thiên hồng mông nguyên thuật bên trong, lợi hại nhất chính là luân hồi thiên đường, do lục đạo luân hồi pháp diễn hóa thành. Mà nắm giữ mệnh vận đạo là đứng sau luân hồi thiên đường hồng mông nguyên thuật. Luân hồi chi chủ, thật may ta đến từ Thái Thượng, không sợ vận mệnh quy luật, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Sala cây trà vội vàng rút ra từng cái nhánh cây, mỗi một cái nhánh cây cũng trong suốt như ngọc, mang một phiến thần hà, thơm phức mùi thơm, xanh biếc quang vũ tự nhiên ra, vô cùng thanh linh khí, thái thượng linh khí, ngăn cản vận mạng uy áp, chống lại vận mạng trật tự. Ở nắm giữ mệnh vận đạo trấn áp xuống, Diệp Thần liền hồng mông đại tinh không cũng không sử ra được, nhưng thật may, hắn đã tu bổ Hoàng Tuyền đồ, hơn nữa còn hàng phục Sala cây trà. Cái này một tí, Hoàng Tuyền thế giới nổi lên, Diệp Thần nhất thời ở vận mạng trong tinh không lấy được một phiến thiên đường, người bay đến Hoàng Tuyền thế giới bên trong, đứng ở Sala cây trà hạ, thừa nhận Sala cây trà che chở. Bụi cây này Sala cây trà, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng phụ trợ tăng thêm hiệu quả vô cùng cường đại. Bản thân có thái thượng thế giới một tia linh khí, nhánh cây như cù long ban vung vẩy ra, lại có thể chặn lại vận mệnh bánh răng xe đánh vào. Huyền Cơ Nguyệt coi như có thể nắm giữ chư thiên vạn giới vận mệnh, cũng không khả năng nắm giữ cấp trên vận mệnh. Cho nên, vận mạng quy luật chấn áp không được Sala cây trà. Ở Sala cây trà dưới sự che chở, Diệp Thần cả người thư thái, nhất thời buông lỏng rất nhiều. Đáng chết, Sala thụ yêu, ngươi quy thuận luân hồi chi chủ. Ma Bia đứng đầu thấy một màn này, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Nắm giữ mệnh vận đạo không phải hủy diệt võ đạo công kích, mà là dựa vào vận mệnh phép tắc uy nghiêm, chấn áp kẻ địch, thuộc về quy luật phương diện sát thương. Nhưng là, Sala cây trà là thái thượng thế giới, rớt xuống một hạt giống, nảy mầm lớn lên, nó thuộc về thái thượng, không chịu vận mạng quản hạt. Nắm giữ mệnh vận đạo mặc dù khủng bố, nhưng lại không tổn thương được Sala cây trà. Diệp Thần đạt được Sala cây trà che chở, đã không sợ nắm giữ mệnh vận đạo nghiền ép. Phong Tinh vẫn đã chết, Ma Hồn Thần Cung bị diệt, luân hồi chi chủ là thiên mệnh sở quy, ta quy thuận hắn, là thiên lý số. Ma Bia đứng đầu, ta khuyên ngươi cũng không muốn u mê không tỉnh, sớm quay đầu đi. Sala cây trà phát ra thanh âm thế lương, từng cái nhánh cây rút ra đánh ra, phương thế giới này bên trong, khắp nơi sụp đổ. Vô số vận mệnh trật tự cũng bị phá hủy, tinh không không ngừng than xúc, thời không chảy loạn cuồn cuộn bùng nổ. Cái này một tí, Sala cây trà dựa vào tự thân thái thượng hơi thở, rất miễn cưỡng phá hủy Ma Bia đứng đầu vận mệnh thế giới. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt đích thân tới, Sala cây trà có lẽ không địch lại, nhưng Ma Bia đứng đầu chỉ có một tấm phù chiếu, vận mệnh thế giới căn cơ đặc biệt nông cạn, hoàn toàn không ngăn được Sala cây trà quất mạnh. Thụ yêu, ngươi dám! Hắc Ngục Thiên Chiếu, giết! Thấy vận mệnh vũ trụ sụp đổ, Ma Bia đứng đầu nhất thời giận dữ, bàn tay giết ra, lòng bàn tay nứt ra, lại có thể nổi lên một viên đen nhánh con người. Tập 2408. Viên này tất tròng đen, còn quấn hồng mông và nguyên đạo hơi thở, tầng tầng đen nhánh lửa cháy mạnh, ngay tức thì từ trong con ngươi bộc phát ra. Theo ma bia đứng đầu bàn tay, cuồn cuộn giết hướng Sala cây trà, phải đem Sala cây trà đốt thành cho tẫn. Là hồng mông nguyên thuật, hắc mục thiên chiếu. Sala cây trà mặt liền biến sắc, rễ cây thật sâu đâm vào hoàng tuyền thế giới bên trong, không thể né tránh, ánh mắt vội vàng nhìn về Diệp Thần. Hồn thể đổi thành Thiên Ma Bá Quyền. Diệp Thần ánh mắt run lên, Thái Thượng Thiên Ma Thể một chút ma khí ngưng tụ, quấn quanh ở trên nắm tay, phách liệt hung mãnh hơi thở bộc phát ra, hung hăng đánh phía ma bia đứng đầu bàn tay. Ma bia đứng đầu một chiêu này, kêu Hắc Mục Thiên Chiếu, là từ 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp, Hắc Mục Phá Thiên Đồng bên trong diễn hóa ra tới thần thông. Vừa thi triển ra, hắc viêm cuồn cuộn, giống như Hắc Nhật Thiên Chiếu, tại chưa có đem kẻ địch đốt thành cho tẫn trước, thiên chiếu hắc viêm là sẽ không tắt. Nếu như Hắc Mục Thiên Chiếu ngọn lửa đốt tới Sala trà trên thân cây, vậy đúng bụi cây cây cối đều phải hóa thành cho tàn, sẽ không có chút nào sống sót có thể. Phịch, Diệp Thần tự nhiên sẽ không nhìn Sala cây trà bỏ mình, hung hăng một quyền và ma bia đứng đầu bàn tay va chạm. Một quyền một chưởng, trên không va chạm nổ, vô số ma khí và hắc viêm như lưu hỏa bàn cồn cồn tàn phá, chích đốt trời không khí lưu, phát ra suy suy thanh âm. Ma bia đứng đầu lòng bàn tay vậy một con ngươi, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần đánh được khép lại đi xuống. Nhưng Diệp Thần vậy được nồng nặc hắc viêm tập kích, nửa cánh tay cũng dây dưa đen nhánh thiên chiếu lửa cháy bừng bừng, máu thịt tí tách vang dội, thừa nhận đáng sợ thiêu hủy, tựa như liền xương cũng đang đau đớn, đều phải bị đốt thành cho tẫn. Như vậy trạng thái, ngươi cũng dám theo ta cứng đối cứng, tự tìm cái chết. Ma bia đứng đầu hừ lạnh một tiếng, mới vừa Diệp Thần cả người ma khí đều bị vận mạng bánh răng xe nghiền nát. Hiện tại Sala cây trà trong lúc nguy cấp, Diệp Thần không kịp mở Thái Thượng Thiên Ma Thể, chỉ là mượn một chút ma khí. Dựa hết vào cái này một chút ma khí, tự nhiên không thể nào chống lại ma bia đứng đầu. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy từng cơn hào hùng lực lượng từ ma bia đứng đầu trong lòng bàn tay truyền tới. Hai người quyền trưởng va chạm giáp nhau, khí cơ đối lập, Diệp Thần coi như muốn nhận tay, cũng không thể. Tôn chủ. Sala cây trà sắc mặt đại biến, Diệp Thần cảnh giới tu vi và ma bia đứng đầu trên lệch lớn vô cùng. Nếu như không trình độ cao nhất nhập ma, đơn thuần cứng đối cứng, tuyệt đối không phải ma bia đứng đầu địch thủ, sớm muộn phải bị nghiền nát. Ha ha. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhưng không có chút nào hốt hoảng hình dáng, nói, Lâm cô nương, ngươi nên ra tay. À. Lâm Thanh Trúc từ hoàng tuyền thế giới bên bờ bên trong đi ra, thân thể hơi phát run, mới vừa nắm giữ mệnh vận đạo hạ xuống. Thật may ma bia đứng đầu không phải nhằm vào nàng, cho nên nàng cũng không có bị trùng kích quá lớn. Bây giờ nghe Diệp Thần kêu gọi, Lâm Thanh Trúc có chút sợ, mờ mịt không biết làm sao. Diệp Thần và ma bia đứng đầu chiến đấu, chân thực quá khoáng đạt kinh khủng, rung động thật sâu tâm linh của nàng. Dùng chấn ma huyết thạch, mau. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bây giờ đối với chỉ giây phút, hắn và ma bia đứng đầu quyền trưởng giáp nhau, khí cơ tương bính, đều không thể thoát thân, trừ phi trước đem đối phương giết chết. Lúc này, chính là vận dụng chấn ma huyết thạch, áp chế ma bia đứng đầu lớn thời cơ tốt. Ta. Lâm Thanh Trúc sất mồ hôi chán, trước kia không gặp qua lớn như vậy tình cảnh chiến đấu, hiện tại nàng có chút hốt hoảng. Vù vù. Thật may lúc này, Sala cây trà ra tay, một cái nhánh cây huỳnh quang chói lọi, bảo vệ Lâm Thanh Trúc. Nhất thời, Lâm Thanh Trúc tâm cảnh sáng rực, cả người thư thái, cả người tinh thần đại chấn, cũng sẽ không sợ. Được, Luân Hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Lâm Thanh Trúc cắn răng một cái, sử dụng chấn ma huyết thạch, niệm chú bắt pháp quyết, đúng viên chấn ma huyết thạch cũng thả ra máu đỏ chói lọi. Đây là. Ma bia đứng đầu thấy chấn ma huyết thạch ánh sáng, nhất thời con ngươi co rúc một cái, cảm thấy thiên đại nguy hiểm. Hắn cảm giác được, khối này chấn ma huyết thạch là dùng thái thượng thế giới vật liệu đúc thành, hơn nữa phía trên có luân hồi chi chủ lưu lại uy áp, có thể hữu hiệu áp chế thế gian hết thảy ma khí. Coi như là hắn, một khi gặp phải chấn ma huyết thạch chấn áp, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đáng chết. Ma bia đứng đầu cắn răng, muốn rút người ra lui về phía sau, nhưng bàn tay vững vàng và Diệp Thần quả đấm dính ở, đối lập dưới, căn bản không cách nào thoát thân. Phá cho ta. Ma bia đứng đầu hét lớn một tiếng, luân hồi ma bia trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, một cái to lớn chữ ma từ hắn lòng bàn tay nổi lên, hung hăng đánh phía Diệp Thần, lại là không tiếc hao phí ma bia linh khí, cũng phải thoát khỏi giằng co trói buộc. Nhất thời gian, Diệp Thần vậy cảm thấy hào hùng ma đạo uy áp, hung hăng đánh thẳng tới. Chư thần lực lượng có thể trấn áp quần ma. Chư thần nói muốn quang minh, thế gian ma khí liền sẽ tiêu trừ. Ngay tại lúc này, Lâm Thanh Trúc trong miệng ngâm sướng liền cổ xưa phiền phức thần chú, tựa như trao đổi Thái Thượng Thiên nói. Trung quanh quy luật ầm ầm sấm sét, từng luồng hào hùng huyết quang như chư thần thánh kiếm chém về phía ma bia đứng đầu. Không tốt! Ma bia đứng đầu thần sắc đại biến. Nếu như ở ngày thường, coi như Lâm Thanh Trúc có chấn ma huyết thạch cũng không khả năng thương tổn tới hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại hắn và Diệp Thần đối lập, hoàn toàn không thể nhúc nhích, càng không cách nào lên đường. Giọt, từng luồng huyết quang hóa thành chấn ma thánh kiếm, hung hăng chém ở ma bia đứng đầu trên mình. Ma bia đứng đầu vành mắt hết sức nứt ra, thân thể nhất thời xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, cả người ma khí cũng là nhanh chóng bị áp chế. Ở chấn ma huyết thạch huyết quang dưới sự xung kích, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, ma bia đứng đầu liền tổn thương nguyên khí nặng nề, gương mặt một phiến trắng bệch. Chấn ma huyết thạch, liền hoang ma kiếm chủng đều có thể áp chế, nay cùng thánh vật, ma bia đứng đầu hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phốc xích, một ngụm máu tươi, xen lẫn chút nội tạng, từ ma bia đứng đầu trong miệng phun ra. Ở chấn ma huyết thạch khắc chế hạ, hắn nhất thời bị trọng thương. Lục đạo luân hồi, ác quỷ huyền tẫn. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thừa dịp này cơ hội, hung hăng một quyền bạo giết ra, trong quả đấm nổ lên lục đạo luân hồi pháp ánh sáng, ngạ quỷ đạo và xúc sanh đạo quy luật cuồn cuộn tàn phá, dường như muốn trấn áp hết thảy. Vô số mãnh quỷ oan hồn hơi thở mang lục đạo luân hồi thiên uy vờn quanh ở Diệp Thần trên nắm tay, đánh phía ma bia đứng đầu. Nếu như ma bia đứng đầu bị một quyền này đánh trúng, tuyệt đối muốn rơi vào luân hồi vạn kiếp bất phục. Sống chết trước mắt, ma bia đứng đầu vội vàng sử dụng ma bia ngăn cản Diệp Thần quả đấm. Phịch, Diệp Thần hung hăng một quyền đập vào ma bia bên trên. Đúng khối ma bia cũng kịch liệt chấn động đứng lên, phát ra ông minh nghẹn ngào. Phốc, ma bia đứng đầu lần nữa máu tươi cuồng phún, bị to lớn đánh vào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn vỡ vụn. Thằng nhóc, ngươi vô sỉ, dựa vào ngoại vật tới đánh lén ta. Hôm nay là ngươi thắng, nhưng sẽ có một ngày ta gặp mặt Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, đem bằm thây ngươi vạn đoạn. Ma bia đứng đầu phát ra phẫn hận thanh âm, thân thể thoáng một cái, mượn ma bia linh khí, bể tan tành hư không, mang tử vi số mệnh thuật ngọc giản, xa xa chạy trốn đi. Dựa vào chấn ma huyết thạch, Diệp Thần cái này một tí, hoàn toàn bị thương nặng ma bia đứng đầu. Tên này, sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn, lại còn không chết. Diệp Thần gương mặt một hồi ngưng trọng, không nghĩ tới lại có thể bị ma bia đứng đầu chạy. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, linh khí quả nhiên dư thừa, ma bia đứng đầu chấp trưởng này cùng huyền bia, coi như gặp phải chấn ma huyết thạch khắc chế, cũng không có chết. Bất quá, hắn bị ta tổn thương nặng, hẳn tạm thời lật không dậy nổi cái gì gợn sóng. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, trong phảng phất cảm thấy ma bia đứng đầu, khí số đã mau hết, không nhịn được bao lâu. Lần này, ma bia đứng đầu mặc dù chạy khỏi, nhưng cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy. Lần kế, Diệp Thần có nắm chắc trực tiếp giết chết hắn, cướp lấy ma bia. Mặc dù ma bia đứng đầu lại có thể và Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, sau lưng lấy được Nữ Hoàng Thiên Cung chống đỡ. Nhưng là, Diệp Thần cũng không có quá lo lắng. Dẫu sao, bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, võ đạo căn cơ đã hủy diệt, tự thân vậy gặp phải lớn vô cùng phiền toái, còn muốn trấn thủ thượng giới khí vận, không thể tùy tiện lên đường, trong thời gian ngắn, tự nhiên cũng không khả năng đích thân hạ xuống tổn thương Diệp Thần. Đơn thuần đối mặt ma bia đứng đầu, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn. Luân hồi chi chủ, chúng ta thắng sao? Lâm Thanh Trúc đưa tay cầm chấn ma huyết thạch, một mặt mờ mịt chấn động ngạc hình dáng, không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể tổn thương nặng ma bia đứng đầu. Mới vừa ma bia đứng đầu, mở nắm giữ mệnh vận đạo, kiêu căng hạng bàng bạc, ai có thể nghĩ tới trong thoáng qua, lại có thể trọng thương sa sút mà chạy. Ừ, chúng ta thắng, may mà ngươi, Lâm cô nương. Diệp Thần nhìn Lâm Thanh Trúc, ôn hú cười một tiếng. Lần này có thể tổn thương nặng ma bia đứng đầu, dĩ nhiên là may mà chấn ma huyết thạch uy lực. Nếu như không có chấn ma huyết thạch, dựa hết vào Diệp Thần mình nói, chiến đấu sợ rằng không kết thúc dễ dàng như vậy. Tôn chủ, ngươi lần này lớn đả kích lớn liền ma bia đứng đầu kiêu căng, hắn khí số đã hết, sau này cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy, lật không dậy nổi cái gì sóng. Tiếp theo, ngươi muốn chú ý Minh Long thần tộc. Sala cây trà thấy ma bia đứng đầu chạy trốn đi xa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến đấu này, Diệp Thần đại hoạch toàn thắng, ma bia đứng đầu người bị thương nặng, khí vận căn cơ vậy nghiêm trọng bị thương, sau này không tạo thành uy hiếp gì. Hiện tại Diệp Thần đối mặt khẩn cấp nhất uy hiếp là Minh Long thần tộc. Lâm gia lão tổ Lâm Hy Trạch, vị này âm dương thần điện cường giả, bởi vì Minh Long thần tộc mà chết, như vậy khắc cốt đại thù, Diệp Thần không thể nào không báo. Hơn nữa, Diệp Lạc Nhi hôn sự, Diệp Thần vậy phải ngăn cản. Minh Long thần tộc, Vũ Văn Cơ. Diệp Thần đầu óc bên trong nổi lên Vũ Văn Cơ bóng người, ánh mắt không khỏi lướt qua một chút sát ý. Vù vù. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm thấy thức hải chấn động, trong cơ thể Hồng Mông cổ khí và nguyên khí lại có dung hợp dấu hiệu. Nơi này là Hồng Mông Phúc Địa, ở chỗ này tu luyện, có thể thăng cấp Hồng Mông cổ pháp, để cho Hồng Mông cổ pháp lột xác thành Hồng Mông nguyên thuật. Mới vừa Diệp Thần và Ma Bia đứng đầu đánh một trận, thu hoạch không cạn, hiện tại Hồng Mông cổ pháp và trong cơ thể nguyên khí dung hợp, lại có thăng cấp dấu hiệu. Hống! Một hồi tiếng rồng ngâm từ Diệp Thần trong cơ thể phát ra. 8 cái kim quang sáng chói thiên long vờn quanh ở Diệp Thần trên mình, một phiến cổ xưa Hồng Mông nốt nhạc lóe lên. Đây là Thiên Long Bát Thần Âm khí tượng. Thiên Long Bát Thần Âm là Diệp Thần nhất tu luyện sớm Hồng Mông cổ pháp. Giờ phút này, Thiên Long Bát Thần Âm và nguyên khí kết hợp, lại muốn thăng cấp. Vô số kim quang, vô số Hồng Mông nốt nhạc, vô số long khí không ngừng hội tụ xen lẫn, ùng ùng vang dội, cuối cùng diễn biến thành một tòa phù đồ bảo tháp. 8 bộ phù đồ khí. Diệp Thần con ngươi co rúc một cái, ngay tức thì suy diễn ra Hồng Mông nguyên thuật bí ẩn. Thiên Long Bát Thần Âm thăng cấp sau đó chính là 8 bộ phù đồ khí. Từng luồng tinh khiết khoáng đạt Phật môn hơi thở ở Diệp Thần lòng bàn tay ngưng tụ, diễn hóa thành giống như thực chất bảo tháp. Cái này bảo tháp không biết có nhiều ít tầng cao, kim quang lững lờ, thiên long quanh quẩn, phía trên hiển hóa ra 8 bộ khí tượng. Phật gia có 8 bộ truyền thuyết, 8 bộ người, 1 ngày thần, nhị long đám người, 3 dạ xoa, 4 càn đạt bà, 5 atula, 6 karura, 7 chật vậy la, 8 ma hầu roga. Diệp Thần lòng bàn tay phù đồ bảo tháp thì có long 8 bộ khí tượng hiện lên, thiên thần, long thần, dạ xoa, kim xí đại bằng, atula vân. Vân Phật gia thần lạ hình dáng, tầng tầng còn quấn, đặc biệt nguy nga. Đây chính là 8 bộ phù đồ khí. Hay, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Diệp Thần nhìn lòng bàn tay bảo tháp, trên mặt hiện ra vui mừng. Hồng Mông Phúc Địa là chân chánh Phúc Địa, Diệp Thần đặt mình vào ở chỗ này, trong sâu thẳm, bắt được Hồng Mông chân đế, Thiên Long Bát Thần Âm thăng cấp, lột vỏ thành 8 bộ phù đồ khí, uy lực tăng lên gấp bội. Nếu như cái này tòa phù đồ bảo tháp trấn áp xuống đi, sợ rằng đủ để trong nháy mắt giết còn chân cảnh tiền kỳ cao thủ. Thiên Long Bát Thần Âm là Diệp Thần cửa thứ nhất tu luyện Hồng Mông cổ pháp, căn cơ thâm hậu nhất, hiện tại lĩnh ngộ Hồng Mông chân đế, trước nhất thăng cấp cổ pháp chính là Trời Long Bát Thần Âm. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được có từng luồng Hồng Mông cổ khí từ 4 phương 8 hướng tụ đến, tích góp ở hắn đan điền bên trong, nếu như cảnh giới tu vi đến, hắn còn có thể lĩnh ngộ cái khác Hồng Mông nguyên thuật. Ví dụ như Pháp Hoa Mất Đi Trời, Bát Quái Thiên Đan Thuật, Thiên Ma Động Minh Mắt, Vĩnh Dạ Đại Ma Trời, Thiên Tiên Cá Chép Sao Vân. Vân đều có thăng lột xác, biến thành Hồng Mông nguyên thuật cơ hội. Bất quá nhất hạch tâm, lợi hại nhất Lục Đạo Luân Hồi Pháp, muốn thăng cấp, căn bản không có thể. Liên Huyền Cơ Nguyệt Tử Vi Số Mệnh Thuật, thăng cấp cũng phải hao phí mấy chục ngàn năm thời gian, đem nguyên thủy tu luyện ngọc giản, chôn giấu đến Hồng Mông Phúc Địa lòng đất bên trong đi, không ngừng hấp thu Hồng Mông linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, mới có lột xác thành Hồng Mông nguyên thuật có thể. Mà Diệp Thần Lục Đạo Luân Hồi Pháp, muốn lột xác, so Huyền Cơ Nguyệt còn phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Lục Đạo Luân Hồi Pháp thăng cấp chính là trong truyền thuyết luân hồi thiên đường, kiếp trước luân hồi chi chủ khổ khổ theo đuổi tồn tại. Ta muốn lái ích luân hồi thiên đường, trừ phi là phi thăng thái thượng thế giới, hoặc là chém chết chân chính cấp trên. Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, cũng không hy vọng xa vời có thể thăng cấp Lục Đạo Luân Hồi Pháp. Bởi vì, Lục Đạo Luân Hồi Pháp môn thần thông này, chân thực quá bá đạo vô địch, thăng cấp đặc biệt khó khăn, coi như hao hết chư thiên vạn giới nơi có khí vận, tất cả linh khí cũng chưa chắc có thể tăng lên. Chỉ có phi thăng thái thượng thế giới mới có thể lấy được đầy đủ tài nguyên tới thăng cấp, hoặc là giết chết một cái chân chính cấp trên, cầm cấp trên máu thịt linh hồn, bổ túc đến Lục Đạo Luân Hồi bên trong đi, như vậy cũng có thể thăng cấp. Một khi thăng cấp, mở ra luân hồi thiên đường, Diệp Thần liền có thể chân chánh chấp trưởng luân hồi thiên uy, đem chư thiên vạn giới bản đồ toàn bộ thâu tóm vào mình luân hồi thiên đường bên trong, thành lập hoàn toàn thống trị trật tự. Bất quá, muốn đạt tới cảnh giới này, quá gian nan, liên kiếp trước luân hồi chi chủ cũng không làm được. Đúng rồi, còn có một cái biện pháp. Nếu như gom đủ 10 khối luân hồi huyền bi, nói không chừng vậy có thể khai thác luân hồi thiên đường. Diệp Thần tim giật mình, trong sâu thẳm cảm ứng được luân hồi huyền bi diệu dụng. Luân hồi huyền bi, cái loại này thiên địa chí bảo, nếu như gom đủ, hết thảy sự việc cũng có thể phát sinh. Mượn tất cả luân hồi huyền bi năng lượng, Diệp Thần thậm chí có cơ hội mở ra luân hồi thiên đường. Tập 2409. Nếu như Luân Hồi Thiên Đường mở ra đi ra, Diệp Thần chấp trưởng Luân Hồi Thiên Uy, liền Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đều có thể trong nháy mắt giết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn. Bất quá, cái này nhiệt huyết chỉ là kéo dài trong nháy mắt, rất nhanh nguội xuống đi xuống. Dẫu sao, mở ra Luân Hồi Thiên Đường, chân thực quá khó khăn, liền thời kỳ tột cùng Luân Hồi Chi Chủ cũng không làm được, Diệp Thần lại làm sao có thể làm được. Lâm cô nương, đi thôi, cần phải trở về. Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liễm tâm thần, mang Lâm Thanh Trúc nhanh chóng rời đi Hồng Mông Phúc Địa. Thăng cấp Lục Đạo Luân Hồi Pháp, đời này cơ hồ cũng không thể, Diệp Thần cũng không có muốn quá nhiều, chỉ muốn chắc chắn trước mắt có thể nắm chặt đầu. Vừa về tới Nguyên Thiên Viện, Diệp Thần liền tĩnh tâm tu luyện, tính toán 8 bộ phù đồ khí cách dùng. Đây là hắn lĩnh ngộ cửa thứ nhất Hồng Mông Nguyên Thuật, nếu như uy lực hoàn toàn phát huy, thậm chí có thể chống lại Minh Long công tử Vũ Văn Cơ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được mình rất nhanh thì phải vào Vũ Văn Cơ giao phong. Vũ Văn Cơ, đây chính là thiên nhân vực cường giả, tuyệt đỉnh thiên kiêu, Diệp Thần muốn chiến thắng hắn, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Vũ Văn Cơ đang mang mười mấy tên thủ hạ, nữ có nam có, hạ xuống Tổ Long Thần Điện. Hoang Ma Hải vực biến cố để cho hắn lo lắng. Hoang Ma kiếm chủng và Chấn Ma huyết thạch đều bị người cướp đi, hắn chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hoang Ma kiếm chủng là Vạn Khư Thần Điện chỉ đích danh muốn đoạt lại đồ, cái hạt giống này ma khí quá lớn, một khi ấp trứng, Hoang Ma Thiên Kiếm xuất thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, chỉ có đoạt lại Hoang Ma kiếm chủng, hắn mới có bước vào Vạn Khư Thần Điện cơ hội. Một khi bước lên Vạn Khư, đó là thật siêu thoát chư thiên vạn giới, đạt được cấp trên ban phúc, sau này khí vận vô cùng, coi như không có thể chân tránh phi thăng, đời này vậy không cần lo. Tổ Long Thần Điện trên dưới, nghe Vũ Văn Cơ hạ xuống, đều là vô cùng chấn động. Bởi vì, Vũ Văn Cơ là thiên nhân vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, Minh Long thần tộc thiếu chủ, Diệp Lạc Nhi vị hôn phu, lấy hắn thân phận là không thích hợp tới Tổ Long Thần Điện, bởi vì hiện tại hôn sự còn không cử hành. Vũ Văn thiếu chủ đại giá đến chơi, Phong mỗ không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Tổ Long Thần Điện điện chủ, lớn ti mệnh Phong Ngạo, nghe được Vũ Văn Cơ tới, vội vàng ra nghênh tiếp. Gió nhị thúc, vẫn khỏe chứ? Vũ Văn Cơ khẽ mỉm cười, hướng Phong Ngạo chắp tay thì lễ. Ồ, ngươi gặp qua ta đại ca. Phong Ngạo kinh y một tiếng, từ Vũ Văn Cơ trên mình, bắt được Phong Vô Cực lưu lại nhân quả. Ừ, ta và Vô Cực bá bá mới vừa tách ra. Vũ Văn Cơ gật đầu. Hắn tình trạng gần đây như thế nào? Những cái kia cấp trên cửa, chịu nhận nạp hắn sao? Phong Ngạo hạ thấp giọng, hỏi nói. Phong Vô Cực, năm đó có tư cách chấp trưởng Tổ Long Thần Điện, nhưng vì phi thăng thái thượng thế giới, tình nguyện chạy đến Thái Thượng Thiên Nữ tọa hạ làm người làm, cũng không muốn Tổ Long Thần Điện ngồi. Vũ Văn Cơ trầm ngâm một hồi, nói, Vô Cực bá bá thân thể an khang, vẫn là Vạn Khư Thần Điện đệ tử ký danh, hẳn rất mau là có thể phi thăng thái thượng. Phải không? Phong Ngạo nhướng mày một cái, Vũ Văn Cơ ý nói là Phong Vô Cực vẫn là như cũ, cũng không có chân chính bị cấp trên tiếp nhận, vẫn là một cái đệ tử ký danh, treo Vạn Khư danh tiếng mà thôi. Trong truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện là thế gian cấm kỵ, bên trong các cường giả nhất niệm có thể chôn vùi tinh không, muốn chân tránh bước vào Vạn Khư, chân thực quá gian nan. Nếu như Phong Vô Cực thật thành cấp trên, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Tổ Long Thần Điện cũng có thể được chư thần chúc phúc, có vô cùng chỗ tốt. Bất quá muốn trở thành là cấp trên, căn bản không có thể, những thứ này phía sau mà nhân vật lớn, quá thần bí, vậy quá mạnh mẽ, dậm chân một cái đều phải rung chuyển vạn giới. Một đầu ngón tay có thể bóp chết Luân Hồi Chi Chủ, vận mệnh đứng đầu, Tâm Ma Chi Chủ loại cấp bậc này cao thủ, muốn tiến vào cái loại này vòng, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta và Vô Cực bá bá muốn cướp lấy Hoang Ma kiếm chủng, đáng tiếc xảy ra chút bất ngờ. Vũ Văn Cơ đem Hoang Ma hải vực sự tình phát sinh, đơn giản nói một lần. Phong Ngạo nhướng mày một cái, nói, Hoang Ma kiếm chủng và Chấn Ma huyết thạch đều bị người cướp đi. Vũ Văn thiếu chủ, ngươi tới ta Tổ Long Thần Điện là muốn gọi ta giúp ngươi điều tra. Vũ Văn Cơ nói, đúng vậy, xin Gió nhị thúc tương trợ một hai, ta Minh Long thần tộc địa bàn, ở thiên nhân vực, không tiện điều tra chuyện nơi đây, chỉ có thể mời Gió nhị thúc Tổ Long Thần Điện ra tay. Tổ Long Thần Điện là dương chân vực thế lực lớn, căn cơ thâm hậu, nếu như Tổ Long Thần Điện chịu ra tay, tự nhiên có thể điều tra rõ Chấn Ma huyết thạch và Hoang Ma kiếm chủng hướng đi. Phong Ngạo trầm ngâm một hồi, nói, được, không thành vấn đề. Chúng ta Tổ Long Thần Điện và các ngươi Minh Long thần tộc thông gia sắp tới, sau này mọi người chính là xuôi gia, tự nhiên muốn giúp nhau canh gác. Vũ Văn thiếu chủ, ta sẽ mau sớm giúp ngươi điều tra. Vũ Văn Cơ đại hỉ, chắp tay nói, đa tạ Gió nhị thúc. Phong Ngạo ha ha cười một tiếng, vuốt râu nói, ta Tổ Long Thần Điện thế lực, mặc dù không cách nào và Minh Long Thần Tộc so sánh, nhưng ở Dương Chân Vực cũng là một tôn cự phách, chúng ta muốn chuyện điều tra, không người có thể giấu giếm. Vũ Văn thiếu chủ, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Vũ Văn Cơ nói, được, vậy ta liền yên lặng hồi âm. Dừng một chút, Vũ Văn Cơ ánh mắt hơi chăm chú, nói, Lạc Nhi thánh nữ ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng. Phong Ngạo nói, ha ha, nàng ở trên trời lửa điện tu luyện, ngươi muốn gặp nàng mà nói, ta phái người truyền đạt một tiếng, có thể gả cho ngươi, là nàng thiên đại có phúc. Vũ Văn Cơ nói, ta cho tới bây giờ không gặp qua Lạc Nhi thánh nữ, ngày hôm nay nếu đã tới, dĩ nhiên là muốn gặp. Đáng tiếc ta sinh lễ còn không có chuẩn bị đầy đủ, thiên nhân vực bên kia cũng có không thiếu thế lực muốn nhiễu loạn chúng ta thông gia. Tổ Long Thần Điện, mặc dù chỉ là Dương Chân Vực thế lực, nhưng Long tộc huyết mạch đặc biệt tinh thuần, mang theo cổ xưa tổ khí. Nếu như Minh Long Thần Tộc có thể cùng Tổ Long Thần Điện kết hợp, mượn Tổ Long nhất tộc đặc thù huyết mạch, có thể hóa giải tự thân minh tai khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Một khi Minh Long Thần Tộc hoàn toàn lột xác, đem sẽ trở thành là thiên nhân vực ngút trời thế lực, đây là cái khác thế lực không có thể khoan dung. Mà Tổ Long Thần Điện bên này, sau lưng vậy có thế lực ngăn trở, không muốn nhìn thấy Tổ Long Thần Điện quật khởi. Cho nên, Minh Long Thần Tộc và Tổ Long Thần Điện thông gia, trở ngại trùng trùng, trì hoãn lâu như vậy, vậy không có kết quả. Mặt khác, Diệp Lạc Nhi đây cũng là bất đắc dĩ, căn bản chẳng muốn gả cho Vũ Văn Cơ, dùng tất cả loại mượn cớ trì hoãn. Hiện tại, Vũ Văn Cơ hạ xuống Tổ Long Thần Điện, cũng muốn gặp Diệp Lạc Nhi, nói một chút quan hệ thông gia sự việc. Phong Ngạo cười mở cười một tiếng, nói, xin lễ cái gì, không cần quá quan tâm, Vũ Văn thiếu chủ, ngươi có lòng liền tốt. Lập tức Phong Ngạo phái người truyền đạt, nói Vũ Văn Cơ tới, kêu Diệp Lạc Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Cơ ở Tổ Long Thần Điện đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi tới Lửa Trời Điện. Lửa Trời Điện là Tổ Long Thần Điện một nơi đại điện, là Diệp Lạc Nhi chỗ tu luyện. Diệp Lạc Nhi pháp bảo, Cửu Long Thần Hỏa che chở, là mộ đạo thật bảo, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ ở bên trong để lại một môn đạo pháp, kêu Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo. Từ ở Diệt Long ven núi, đáp ứng chuyện đám hỏi sau đó, Diệp Lạc Nhi một mực ở trên trời lửa trong điện, tính toán Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo bí ẩn. Diệp Lạc Nhi rất rõ ràng, ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội, chỉ có mình không ngừng đổi được mạnh mẽ, mới có cơ hội nói chuyện. Oanh! Vũ Văn Cơ vừa đến Lửa Trời Điện, nhưng cảm thấy hào hùng nhiệt lượng, không ngừng từ trong đại điện tản ra. Sau đó, đúng phiến cửa điện đều bị một cổ đỏ thấm ngọn lửa hoàn toàn đánh vỡ. Hống! Rồng ngâm kinh thiên. Ngọn lửa lăn lộn gian, hóa thành từng cái hỏa long, dương nanh múa vuốt, thần uy lẫm lẫm. Một đạo xinh xắn bóng người, ở rất nhiều hỏa long vây quanh, chậm rãi hiện lên. Chính là Diệp Lạc Nhi. Ngươi chính là Tổ Long Thần Điện thánh nữ, Diệp Lạc Nhi. Vũ Văn Cơ cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lạc Nhi. Bàn về dung mạo dáng vẻ, Diệp Lạc Nhi đều là nhất lưu, không thể bắt bẻ. Luận võ đạo tu vi, thời khắc này Diệp Lạc Nhi hiển nhiên lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại Lửa Trời đạo pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi ánh mắt như là trống rỗng lạnh nhạt hình dáng, tựa hồ cái này thế gian không có bất kỳ vật gì có thể kích động nàng tâm trạng. Diệp Lạc Nhi trí nhớ đã sớm ở Diệt Long ven núi thời điểm cũng đã khôi phục, nhưng là Diệp Thần cách nàng đi, nàng muốn gả cho Minh Long Thần Tộc, trong lòng đã là một phiến cho tàn. Nghe nói Diệp Thần ở Đồ Sát Thánh trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, liền Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt cũng giết không chết hắn. Diệp Lạc Nhi một mực mong mỏi Đồ Sát Thánh đại hội sau khi kết thúc, Diệp Thần sẽ tới tìm nàng. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hạ xuống ở nàng trước mặt chỉ là Minh Long công tử Vũ Văn Cơ. Ngươi chính là Vũ Văn Cơ. Diệp Lạc Nhi giọng lãnh đạm, không che giấu chút nào mình chán ghét. To gan, lại dám dùng loại giọng nói này theo thiếu chủ nói chuyện. Vũ Văn Cơ sau lưng một tên thủ hạ, nghe được Diệp Lạc Nhi loại giọng nói này, nhất thời lớn tiếng quát đứng lên. Ha ha, không có sao. Vũ Văn Cơ nhàn nhạt ngừng người thủ hạ làm khó dễ, ngưng mắt nhìn Diệp Lạc Nhi, nói. Ta nghe nói ngươi không thích ta, bề ngoài đáp ứng thông gia, nhưng sau lưng từ đầu đến cuối không tình nguyện, nhưng có chuyện này. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nói, ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta không những không thích ngươi, còn đặc biệt ghét ngươi. Nếu như không phải là Tổ Long Thần Điện áp lực, ta không thể nào gả cho ngươi. To gan, lại dám chống đối thiếu chủ. Cuồng vọng đồ, ai cho ngươi dũng khí? Vũ Văn Cơ người thủ hạ cửa nghe được Diệp Lạc Nhi một phen, nhất thời vô cùng tức giận, rồi rít rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo đằng đằng sát khí. Vũ Văn Cơ nhưng mà thiên nhân vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuổi còn trẻ, cảnh giới tu vi tương lai đều phải đến gần, thậm chí vượt qua vận mệnh tâm ma chi chủ. Tương lai thành tựu không thể hạn chế, cho tới bây giờ không người nào dám như thế theo hắn nói chuyện. Vùng lân cận Tổ Long Thần Điện đệ tử đều là dọa sợ không nhẹ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Lạc Nhi sẽ chống đối Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua một chút lạnh ý. Hắn từ Diệp Lạc Nhi trên mình bắt được sát cơ nồng nặc. Nếu như mình tùy tiện đem Diệp Lạc Nhi lấy về nhà, sợ rằng gặp mặt sắp đặc biệt đáng sợ tai ách. Con bé này cũng không phải là muốn hiệu pháp Huyền Cơ Nguyệt ở tân hôn đêm giết chết ta chứ? Vũ Văn Cơ ánh mắt đông lại một cái, trong thoáng chốc bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Lạc Nhi rất ghét hắn, không thể nào ngoan ngoãn hiến thân. Nếu như thông gia tiến hành, Vũ Văn Cơ phỏng đoán Diệp Lạc Nhi đại khái sẽ ở tân hôn đêm thừa dịp hắn sơ sót ám sát hắn, liền một đầu ngón tay cũng không thể cho hắn đụng một tí. Vũ Văn Cơ cũng không muốn biến thành luân hồi chi chủ như vậy, mặc dù hắn thực lực tuyệt đối nghiền ép Diệp Lạc Nhi, nhưng hôn ước lúc là cái người đàn ông cũng sẽ sơ sót, một khi gặp phải ám toán, đây tuyệt đối là chí mạng. Diệp Lạc Nhi, đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chỉ là một lợi dụng phẩm, ngươi không tư cách ở ta trước mặt phách lối. Vũ Văn Cơ hừ một tiếng, bàn tay vung lên, ánh sáng đen lóe lên, hóa thành đen nhánh long chảo, hung hăng hướng Diệp Lạc Nhi bắt đi. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ đánh ra dù sao cũng nặng thánh quang, huy hoàng chói mắt, dường như muốn xuyên qua vạn cổ thời không, mênh mông bá đạo. Diệp Lạc Nhi chỉ cảm thấy từng cơn kinh khủng hơi thở không ngừng tập sát tới, thật giống như cái kế tiếp ngay tức thì nàng sẽ bị Vũ Văn Cơ long chảo biến dạng. Long thứ tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Lạc Nhi thanh quát một tiếng, nàng biết rõ Vũ Văn Cơ mạnh mẽ, mình coi như lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo, ở tuyệt đối cảnh giới trên lệch hạ cũng không khả năng là Vũ Văn Cơ địch thủ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Lạc Nhi triệu hoán ra Gió Linh Long Thú. Hô! Một đầu màu xanh đen loài mãnh cầm, cả người trào đãng trước cuồng bạo thiên gió, đột nhiên từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể xông lên bay ra, cánh xòe ra, che khuất bầu trời, vô cùng to lớn thể hình, tản mát ra hào hùng uy nghiêm. Đầu này loài mãnh cầm chính là thập đại nguyên thú bên trong Gió Linh Long Thú, cũng là Diệp Lạc Nhi thú bảo vệ. Gió Linh Long Thú trên đầu, dài đối với hình rồng sừng, rõ ràng đi qua Tổ Long Thần Điện sửa đổi, có long tộc huyết mạch, thực lực vô cùng cường đại. Lệ! Gió Linh Long Thú dài đề một tiếng, quanh quẩn ở Diệp Lạc Nhi đỉnh đầu, cả người linh khí không ngừng bơm vào đến Diệp Lạc Nhi trên mình. Gió bão thiên tai, phá cho ta! Diệp Lạc Nhi sử dụng Gió Bão Nguyên Phù, tiêm vung tay lên, một cổ kinh khủng bão gió mãnh liệt thổi ra, vạn cổ hướng Vũ Văn Cơ long chảo. Vũ Văn Cơ nhất thời cảm thấy uy hiếp, long chảo lùi về, đánh ra đạo pháp quyết, hóa giải gió bão tập sát. Ha ha, có chút ý tứ. Vũ Văn Cơ nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, lại nhìn vọng Gió Linh Long Thú, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, vô luận là Diệp Lạc Nhi, vẫn là Gió Linh Long Thú, cũng không thể là địch thủ của hắn. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi và Gió Linh Long Thú liên thủ, liền có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn, hắn muốn trấn áp, sợ rằng phải hao phí một phen khí lực. Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo, giết! Diệp Lạc Nhi trong mắt rét lạnh, cả người nổ lên một chùm oanh lửa cháy mạnh. Những thứ này lửa cháy mạnh, mang thái thượng quy luật, huy hoàng nóng rực, một thả ra ngoài, liền thiêu hủy trăm ngàn nặng hư không, nướng rỗi rãnh khí suy suy vang dội. Lửa cháy mạnh sôi trào tới giữa, còn huyễn hóa ra hồng hoang cự thú, thiên thần thiên tiên dị tượng, uy thế đặc biệt bá đạo. Diệp Lạc Nhi biết rõ không phải Vũ Văn Cơ địch thủ, nhưng là, nàng ánh mắt như cũ kiên quyết, tràn đầy bất khuất, hoàn toàn không có nhượng bộ ý. Coi như giết không chết Vũ Văn Cơ, nàng cũng muốn đem hết toàn lực, cho Vũ Văn Cơ lưu lại một chút dạy bảo. Tốt đạo pháp, đáng tiếc, ngươi tu vi còn chưa đủ, không phát huy ra lửa trời đạo uy lực. Vũ Văn Cơ nhìn tầng tầng lửa cháy mạnh, ùn ùn kéo đến bạo dũng tới, nhất thời cảm thấy từng cơn nóng bỏng, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Hỏa Đạo, nếu như tu luyện đạt tới đỉnh cấp, có thể phần thiên nấu biển, đem một cái đại thế giới đốt thành cho tẫn. Nhưng hiển nhiên, Diệp Lạc Nhi sức lửa còn chưa đủ, trước mắt cái này ngút trời lửa cháy mạnh, mặc dù mãnh liệt, nhưng không tổn thương được Vũ Văn Cơ. Chư thần hộ thân, thiên thủ chi đạo. Vũ Văn Cơ long chảo vung lên, cũng là thả ra từng luồng đạo khí, biến thành một viên vỏ trứng vậy quang cầu, vững vàng bảo vệ thân thể. Cái này quang cầu phía trên có từng luồng vặn vẹo cổ xưa phù văn, không ngừng lóe lên, tựa như một cái vỏ rùa, gắn vào quang cầu bên ngoài. Trong phảng phất còn có một tôn thái thượng chư thần bóng người, nguy nga trưng bày, biểu dương ra uy nghiêm vô thượng. Đến đây là hết rồi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.